xe chạy 23 vạn mà máy zin thì chắc chắn là chỉ có em này thôi nhá các bác nhá. Vâng, ngày hôm nay em Khải xin tiếp tục giới thiệu cho các bác mẫu xe Vios bản eCVT 2017, đăng ký một chủ tháng 8 năm 2017, gốc Hà Nội nhá. Xe không dịch vụ đâu các bác, nhưng mà xe chạy chuẩn 23 vạn và bên em cam kết không tua. Đây là công tơ mét chuẩn nhá. Chúng ơi, anh nhờ em mở cho anh cái nắp capo để cho mọi người cùng xem cái phần máy của chiếc xe huyền thoại, gọi là đi muôn đời không hỏng, chạy 23 vạn rồi mà máy vẫn zin đó, nên là nó sẽ đạt tiêu chí của bên em và bên em sẽ đăng bán chiếc xe này giá hơn 3 đồng nhá, 348 triệu em công khai luôn, và giá thì em vẫn còn bớt bát nữa đó. Máy mới rồi nhá, 2017 thì chắc chắn nó là máy mới rồi, máy dual VTI, máy trắng, trục cam kép. Còn thế hệ 2016 thì nó sẽ có form cũ là máy đen, nó chỉ một trục cam thôi. Đấy, máy êm ru luôn, thậm chí máy còn chưa bị ẩm dầu gì dầu nhá. Và riêng nói về những cái dòng xe của Toyota thì chúng ta sẽ nói nhiều đến về hệ thống điều hòa. Trời nắng nóng này thì có điều hòa mát, lạnh, sâu nữa thì chấm hết rồi. Form dáng cũng khá là đẹp luôn. Thực ra thì chiếc xe này nó sẽ dành cho bác nào trung trung tuổi lấy thì rất là hợp lý rồi. Hơn 300, có dòng xe sedan, ngồi rộng rãi, đi bền. Xe này thì đã lên màn hình cam 360. Sàn lốp còn rất là dày dặn nhá. Lốp Michelin, đây em quay luôn lốp này. Đó, lốp rất dày luôn. Còn chúng ta sẽ không bàn về cái sơn xi của nó nữa nhá. Đến những cái đời này rồi 23 vạn rồi, thậm chí sơn gần như sơn toàn bộ xe rồi. Đây chất xe của nó đây. Vô lăng thì hơi mòn, 23 vạn thì cũng không thể đây khá hơn được nữa, nó chỉ tầm này thôi. Đó, xe thì bác chủ đã lên màn hình ca phu cho anh em rồi. Trần 5D. Đấy, điều hòa đây, em không nói sai luôn, vừa mở cửa ra phát điều hòa mát lạnh luôn. Nói chung thì bị mất một cái phần nó vô lăng thì nó hơi mòn tí thôi, còn lại là tổng thể nội thất của chiếc xe này rất là ok luôn nhá. Máy zin, số zin, khung gầm ok, không bị đâm va gì cả. Hàng ghế thứ hai ngồi rất rộng rãi này. Đây còn màu đen nữa, màu này cũng đẹp đấy. Gốc Hà Nội xịn nhá luôn nhá các bác nhá. 348 triệu Vios eCVT 2017, 23 vạn. Bác nào quan tâm thì liên hệ sớm cho em Khải về mẫu xe này nhá.